Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong buổi sáng hôm nay thì mình lại đi review công lông. Mình đang đi theo chiếc xe công lông 3 bánh tự chế chở 1.200 gạch các bạn nhé. Hôm nay là 1.200 gạch vì gạch không được xếp vào khay pallet. Hôm nay chiếc xe công lông cũng ra chở là lông trại trồng nhãn, nuôi cá, nuôi lợn. Anh bốc tận khé à anh? Các bạn hãy cùng với tôi đi vào trong này. Có lẽ trong này là công trình xây mộ. Đúng rồi. Không phải là xây ở trong trang trại mà là xây mộ. Các bạn thấy quê mình còn đang rồng khoai sọ đấy nhá. Ô, vào sao được đây anh? Vâng, để cháu ra quay và cắt rau nhá. Các bác đang hái rau muống để đem đi bán nhá. Thường ngày thì thi thoảng mình có vào trong này cầm súng cao su đi bắn chim nhá các bạn nhá. Rất là thú vị. Có gạch nhá, ai mà nghe đanh ướp nhỉ anh nhỉ? Ra. Rất đẹp nhá. Gạch nghe đanh nhỉ. Gạch nó vòng nó vẫn đanh hơn này. Nói chung nói gì nói như gạch nó vòng nó đun nó vẫn cứ ngấu. Làm chưa nữa chứ anh?
Mình xin kết thúc video đây nhá. Rất cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy ấn vào nút share, chia sẻ lên các trang mạng xã hội giúp mình video này nhé, để mình có cơ hội được chia sẻ video đến nhiều người hâm mộ hơn, đến nhiều người xem hơn, đến nhiều người quan tâm đến những chiếc xe công nông hơn. Rồi mình xin kết thúc video đây nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem video và ủng hộ kênh mình trong suốt thời gian qua.